Hai, hey, xin chào các bạn. Hiện tại là đầy đang vườn của cô Ba Hên, ở uh, Ba Chinh Sóc Trăng. Thì hôm nay là cô Ba của điện uh, mình kêu mình xuống để uh, để thăm cái vườn, để coi uh, lên kế hoạch làm bông làm trái. Nhưng mà nãy lúc ở trong nhà thì mình uh, sau khi mà mình uh, có một uh, chút trao đổi với cô á thì uh, cái khâu mà đậy bạc nè, làm tại làm hiện tại trong tháng tháng 8 rồi làm bông bây giờ là cần phải đại bạc ha đó rồi uh, xịt này kia nữa cho nên là bây giờ cô không, không có đủ uh, nói chung là không có đủ cái lực lượng để làm đó cho nên là cô quyết định là cô lấy cái cơ sao ha cô làm thượng vụ bữa cô tính là là điện này là Là hỏi cô tính cho thuê có anh em nào cũng muốn thuê thì liên hệ với cô ha hiện tại thì uh, cái vườn này nó đã, đã làm dưới đây là hai cơ rồi ha thì này nó phục hồi được cái vườn của cô rồi thì hiện tại cái cây này là bây giờ nếu mà anh em làm sớm vụ bây giờ đó, là chuẩn bị mình xuống lần là vừa luôn rồi đó ha đó, xuống lần đưa vừa luôn rồi thì mời các bạn cùng dưới đây với anh em của mình thăm cái vườn của, của cô ha rồi, rồi ok rồi các bạn thì uh, đây là cái uh... rồi ok ha đây là cái vườn của cô cô ba hên ha nè các bạn nhìn thấy nè là cái dàn lá hiện tại bữa nay là rất là xanh ha đi đọt thì đều đi đọt rồi là đầy cho tưới cái cái combo dưỡng rễ rồi ha và bón hữu cơ ở trên xịt nấm đó thì cây đi cơ này, nói chung là tương đối ok ha cái cây của cô thì nói chung là vụ rồi thì nó không có đạt đó ha. thì cô điện cho mình để phục hồi thì cả nhà thấy nè hiện tại là bây giờ là cái đầu sinh cây nó nó rạn da nè đó cây giàm nó rạn như thế này cái nó khỏe ha đó cái lượng cành nhánh thì nó cũng tương đối thôi ha nó không nhiều tại vì cây này ăn cũng lâu lâu rồi Đó. đây mọi cái nhà này. xem ha Đó. đây phóng to lên cho ngay nhà xem nè bên kia đi chơi nè Đó, thấy chưa đã hết ha Đó. rồi thì cái vườn nếu bây giờ là làm sớm bụ á là phải xiết nước này nọ nè rồi phải tạo rảnh nè phát cỏ nè cái vườn cô đó, nếu mà có lực lượng có người làm á phụ làm tiếp đó, thì sẽ làm được ha. nhưng mà bây giờ là là là, là cô không có cái, cái người tiếp phụ đó với lại đại bạc này kia nó lằn nhằn nữa bây giờ phải đào rảnh nữa chưa rồi đây kêu tạo rảnh nhưng mà cô chưa có tạo được thôi thì bây giờ đó là lấy chơi sau quyết định là cô cháu là lấy chơi sau luôn ha để làm thương vụ cho cô đó cho nó dễ ha lúc đó mình khỏi cần phải đầy bạc rồi mình khỏi cần phải tạo rảnh gì hết tại dùng đất ở đây ở sóc trăng này thì xả nước ra nước rồng ra là nó cạn khô rồi cho nên là nó dễ làm cho nên là mình khi mà mình vô dụng mình phân tích đó cái nào nó theo cái cái phù hợp cái điều kiện của từng dùng rồi cái sức của đầu tư đó rồi về, về lao động người làm nhân dân ha mình sẽ làm việc rõ gàng cái này hết để làm được hay không đó, cái nhà thấy nè được rồi cái dàn cây nó bị si ha năm rồi là ăn trái là bị tiền sử là trái lá Rớt lá ha. năm nay đó thì đầy vô để làm lại cái dàn cây nói chung là nhìn cái nhà thấy là nó đã trở lại và nó có đã sức sống rồi thì cái này bây giờ lấy thêm một cơ nữa thì cái dàn cây này nó nó trẻ quá lại ha và nó sung lại luôn đấy nè cái nhà thấy là cây già mà giờ nó cái gạn nó nứt cái này ra rồi thì nó rất là ok ha thì cái cây này á lấy một cơ đọt nữa làm trái rất ngon luôn đó ha bây giờ cái lá này á để cho sạch dưỡng cộng với rây rồi ok ha giữ cái lá này và cái cơ sau đó cái cơ sau tiếp tục là mình cho tưới dưỡng rễ lá già mình cho tưới dưỡng rễ và bón hữu cơ để tiếp tục lấy một cái cây sau nữa thì cái cây này sẽ bích lá hết đó. từ một cái cây si mà mình mình sửa lên ha, mình làm mình phục hồi lên để cho cái cây nó có cái nội sinh như ngày hôm nay. đó là khoảng ba cây ha. vậy các bạn. cho nên làm với mình thì chủ yếu là đã tập trung bây giờ của nền tảng ở dưới đất rồi rễ. ở trên thì mình cứ nắm sau rầy thôi, ừ, cộng bích dưỡng vô nữa thôi thì nó sẽ nó sẽ bảo giúp bảo vệ cho mình. Đó, chi phí nó cũng không có nhiều đâu. Đó. nhưng mà cho ăn ở dưới là phải cho ăn không có tiết kiệm được cái này. Nó thẳng ha, chứ mình bởi vì cả nhà thấy là mình ít khi nào á mình quay cái những dòng phân bóng lá để xịt kéo đọt, xịt dưỡng đọt ngon, mình ít khi nào mình quay đó đó. Tại vì cái trường khoái của mình làm là là tập trung vào cái 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 bộ rễ ha. và, và cái đất dưới. Đó thì đất ok, môi trường đất ok, pH trung tính quy sinh vật có lợi phát triển và bộ rễ khỏe thì mình cho ăn thì nó mới ăn được nó ăn được nó đem lên trên nó thì cây mới khỏe được chúng à. ta không, không chủ yếu là chúng ta xịt kéo kéo đâu à, thì cái này bây giờ là cho cô phải bảo vệ cái vàng lá này ha à. <laughs> này cả nhà thấy nè bây giờ nó gạn da nhìn gì cái cái da giờ giống như cái vú sữa vậy đó <laughs> nó gạn ra nè đó, cưng không à, như cây như cây vú sữa vậy đó, đó. Là chứng tỏ cái cây nó phục hồi rất là tốt rồi chúng nói chung là cũng mừng cho cô thì vô thận vụ rồi nó sẽ đơn giản hơn ha đó, nó dễ nó dễ hơn đó, bây giờ mình không có làm được gì không có đủ điều kiện để mình làm cái cái nghịch vụ hay là sớm vụ thì mình làm thận vụ đi mình làm sao chạy nó, nó, thiệt là sung nó thiệt là khỏe để mình làm cho năng sức trái đẹp rồi là có tiền thôi ha, cái đơn giản thôi chứ mà thật sự là gọi này cô là cố kêu này là cho thuê nhưng mà để phân tích thuê một năm á đó, thì cái cây này á anh em vô thuê giá cũng không nhiều hết mà ăn á, anh em thuê bỏ tiền ra thì phải 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 đè chăm để để lấy lại rồi thì cây của cô nó sẽ bị si à, cây cô nó sẽ bị si à, đó. đó mà cũng không có nhiều tiền thôi để rơi vô thận mùa đi làm cho nó nó sướng rồi nói chung là bữa nay xuống đây mình nhìn cái cây mình hài lòng ha, ok ha. Đối với cái dàn cây này phục hồi như thế này là mình hài lòng. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Rồi anh em mà muốn phục hồi vườn đó làm bông làm trái thì cứ alo vào tư đây mình sẽ hỗ trợ anh em nha. Rồi cảm ơn cả nhà.